Xin chào mọi người các bạn. Hôm nay công ty là Kênh Nam xin giới thiệu với các bạn về motor giảm tốc Hitachi. Cái này là motor liền giảm tốc hộp số đầu vuông, kích thước trong là bánh răng, với công suất là 7.5 kg, 1/30 chân đế, số 60, dùng điện là 3 pha 38, nguồn điện 50 Hz. Đây là cái mã model của động cơ GH660-750-30. Motor được cấu trúc liền motor và đầu giảm tốc. Đây là nguyên đai nguyên kiện của bên mã motor hàng mới. Thân motor với có cam mạc sau. Hàng mới 100%. Anh chị nào cần liên hệ trực tiếp để được tư vấn với số hotline là 0911 234 224, hoặc truy cập vào website của công ty Đại Kinh Nam là daikinhnam.com để biết thêm thông tin chi tiết của động cơ. Và hai con cùng một công suất đang chuẩn bị giao cho khách hàng hôm nay.